U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước U23 Singapore trong vòng loại U23 châu Á 2024. Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam đến từ một pha phản lưới sau quả phạt góc từ đối thủ. Trong tình huống này, bóng tình cờ đụng vào cầu thủ Việt Nam và bay vào khung thành, khiến thủ môn Cao Văn Bình không thể cản phá. Bàn thua này đã khiến U23 Việt Nam phải đối mặt với áp lực. U23 Singapore đã cải thiện thế trận trong hiệp 2 và họ ghi bàn thắng gỡ hòa. Phút 58, sau một pha đá phạt góc của Mohamed Adam, Nguyễn Hữu Nam đã đánh đầu phản lưới nhà, gây thất vọng cho đội tuyển Việt Nam. Hữu Nam sau đó thừa nhận lỗi của mình và cam kết cải thiện khả năng phòng ngự ở các tình huống cố định. Anh cũng tỏ ra vui mừng khi ghi bàn thắng lập công chuộc tội. Tuy nhiên, có sự nhầm lẫn về người ghi bàn phản lưới. Báo cáo của AFC sau trận đấu ghi nhận rằng bàn thắng phản lưới nhà này thuộc về Nguyễn Hồng Phúc, người đứng gần vị trí mà Hữu Nam chạm vào bóng. Các thành viên của U23 Việt Nam cũng không thể xác nhận ai chạm bóng cuối cùng trong tình huống này do diễn biến xảy ra nhanh chóng và bất ngờ.